bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bơm Nước Phượng Hiệp Thành, website bơmnước.vn. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip về sản phẩm máy bơm chìm nhựa thải của hãng HCB. Hãng HCB là một hãng máy bơm chuyên về sản xuất bơm chìm nổi tiếng tại Đài Loan. Các sản phẩm bơm chìm của HCB là nó sẽ từ dân dụng cho đến hàng công nghiệp lên đến là hơn 100 ngựa. Và cái thương hiệu HCB là một thương hiệu mạnh của Đài Loan và được rất là nhiều nhà máy ở Việt Nam là sử dụng trong các hệ thống nước thải. Trước mặt mình đây là cái bơm chìm có công suất là nhỏ nhất luôn của cái dòng mà inox và gan, đó là có mã là F05U điện 3 pha. Thì cái sản phẩm này đang được công ty Thượng Hiệp Thành bán với giá khuyến mãi. Đây là hình ảnh của cái máy bơm chìm. Thì bơm chìm cái này là mình cái dòng bơm chìm thông giữa inox và bằng kết hợp gan á, thì nó sẽ có hai loại, làm loại cánh U và loại cánh B. Thì cánh U là cái cánh quạt mà dạng xoắn, còn cánh B là cánh cánh bán hở. Thì trên catalog mình có cái loại cánh này, một lát nữa mình sẽ quay gần để cho các bạn dễ hình dung. Thì bơm chìm HCB có đặc điểm là có thiết kế rất là chắc chắn. Cái dòng này thì phần thân giữa là mình sẽ bằng inox 304, còn phần đầu trên và phần chân bơm sẽ được làm bằng gan đúc. Và cái phần chân máy bơm là chân hở. Thì cái chân hở này là mình có thể là lắp đặt trong cái môi trường là có bùn loãng, và khi mà các chất lỏng lại có những cái rác thải nhỏ thì nó cũng sẽ dễ dàng đi vào trong máy bơm thông qua chân bơm. Thì bơm sẽ được lắp đặt nhập hoàn toàn trong chất lỏng ha. Thì đặc điểm của các dòng bơm chìm đó là mình phải lắp đặt nhập hoàn toàn và không được bơm cạn, tức là bơm lúc nào cũng phải nhập trong nước, tại vì nó giải nhiệt bằng nước. Nếu như mà mình bơm cạn thì có thể là dẫn đến là cháy máy. Và nguyên lý hoạt động của bơm chìm đó là cái chất lỏng sẽ đi vào trong bơm thông qua chân bơm ở bên dưới này và đi vào trong bơm thông qua cái cánh bơm. Thì đối với dòng cánh hở thì các cái rác thải có trong chất lỏng nó sẽ không có chạm vào cánh bơm luôn, nó đi qua cái cánh bơm rồi nó đi thẳng ra ngoài luôn. Còn đối với dòng B thì do là cánh bán hở cho nên là nó có đi qua cánh quạt, và cánh quạt thì đẩy chất lỏng kèm với lại rác thải đi ra. Thì đối với dòng U á, thì cái lưu lượng nó sẽ thấp hơn là dòng B, nhưng mà dòng U thì nó sẽ tốt, thích hợp để mình bơm cái chất lỏng có lẫn rác thải hơn là dòng B. Do đó là mình lưu ý cái đặc điểm khác nhau của về cái cánh quạt của hai dòng U và B để chọn cái bơm cho đúng. Và cái dòng giá thành của dòng series U F05U thì nó sẽ cao hơn là dòng B. Đây là catalog của máy bơm. Trên catalog thì có thể hiện là cái sơ đồ lưu lượng của từng mã sản phẩm. Và bên đây mình sẽ chỉ là cái cánh xoắn loại U là dạng cánh hở, và cánh bơm mở loại B. Thì cái trên đây là hình ảnh của hai cái cánh quạt để mình phân biệt là sự khác nhau của hai dòng bơm B và U, đồng thời là nó còn khác cái chân bơm nữa. Thì cái dòng này là chân bơm dòng U, và cái hình này để là chân bơm dòng B. Nó chỉ khác nhau như vậy thôi, thì nó làm cho thông cấu tạo của cánh quạt và chân bơm khác, thì làm cho thông số kỹ thuật khác. Và đây là cái tem của sản phẩm máy bơm F05U. Thì trên cái tem là mình thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật như là mã sản phẩm. 50mm này là đường kính xả, là ngay chỗ đây cái ống này, công suất là 0,5 ngựa. Cái này là mình motor vòng tua nhanh là hai cực, tại vì hãng HCB nó còn có một cái dòng là tua chậm 4B. Và điện này là điện 3 pha. Cột áp hoạt động là 6m. Và lưu lượng là 0.15 lít 15 mét khối trên phút. Thì lưu ý là trên tem mình sẽ là cái thông số tương ứng ha. Ví dụ như là tại cột áp 6m thì lưu lượng nó sẽ đạt là 0.15 mét khối trên phút, nhưng mà thực tế thì bơm này có thể là bơm cao hơn cái cột áp tối đa, nó cao hơn 6m, và cái lưu lượng tối đa ngay họng xả thì nó sẽ nhiều hơn là 0.15 mét khối trên phút.
này là độ cách điện và cái hướng để mà mình vòng xoay để mình lắp đặt. Và cái dòng riêng dòng F05U thì mình sẽ được hãng HCB sẽ sản xuất tại nhà máy Trung Quốc, và trên máy này có sẵn cái dây cáp dài 5 mét. Và cái này thì mình sẽ không phải là dàn dắt dắt cắm mà mình sẽ đấu trực tiếp vào CB, tại vì là khi mà máy hoạt động với cái công suất lớn, lưu lượng rất là mạnh, do đó nếu như mà mình cắm thì có thể nó bị lỏng, nó rớt ra thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình hoạt động của máy bơm. Do đó là đối với các dòng bơm công nghiệp thì hầu như là không có sẵn dắt cắm. Và đây là cái thùng của cái máy bơm chìm HCB, được đặt trong một cái thùng có in logo của hãng. Đối với cái dòng bơm mà một ngựa và nửa ngựa thì có sẵn là ống, cái sẵn là cái co nối, cái này mình co nối ren ngoài ha. Còn đối với dòng mà 2HP, 3HP hay là 5HP thì mình sẽ là gắn với lại mặt bích, ống co mặt bích, và cái đó là mình sẽ là riêng, không có bao gồm trong máy giống như bơm nửa ngựa hay là một ngựa. Trên đây là những cái giới thiệu sơ về cái sản phẩm F05U, là sản phẩm đang được công ty Thuận Hiệp Thành bán với giá khuyến mãi vào tháng 8 với giá là 3 triệu 7 đối với dòng 3 pha, và giá này là không chưa bao gồm thuế, và hiện tại là thuế là 8%. Thì sản phẩm mà mình cũng có đăng trên trang web bơmnước.vn. Tất các sản phẩm F05U cũng như là tất cả các sản phẩm của hãng HCB thì các bạn có thể là lên trang web của mình để tham khảo, hoặc là mình tới kho để xem trực tiếp máy. Thì các dòng sản phẩm của HCB hầu như là đều có sẵn tại kho của công ty Thuận Hiệp Thành. Mình cũng có thể đến kho để tham khảo thêm sản phẩm, hoặc là liên hệ trực tiếp với kinh doanh của mình thông qua cái số hotline ở bên dưới để mà có thể là liên hệ để nhận báo giá, gửi nhận catalog, cũng như là hỏi thêm về các chính sách bán hàng cũng như là vận chuyển của công ty Thuận Hiệp Thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các clip, và các bạn vui lòng là nhấn nút like và retry để theo dõi sản phẩm của bên mình. Chào các bạn.